Trong văn bản, Sở Công Thương gửi các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng giao nhận hàng hóa, dịch vụ shipper công nghệ về việc giá dịch vụ giao nhận hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16. Đơn vị này yêu cầu các hãng không được lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân để nâng giá trục lợi. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh đơn vị này ghi nhận người dân thường xuyên phản ánh mức giá dịch vụ shipper tăng cao, dù thành phố đang miễn xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của shipper. Trong điều kiện thu nhập của người dân bị giảm sút nghiêm trọng vì dịch bệnh COVID-19, để thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành của lực lượng shipper cùng nhân dân thành phố vượt qua đại dịch, Sở Công Thương đề nghị doanh nghiệp áp dụng mức giá dịch vụ giao nhận hàng hóa ngang bằng với mức giá trong khung giờ bình thường, trong thời gian chưa áp dụng giãn cách xã hội và không áp dụng mức giá giờ cao điểm. Các hãng tuyệt đối không được lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân để nâng giá nhằm trục lợi, văn bản nêu. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp cung cấp ứng dụng giao nhận hàng hóa phối hợp thực hiện. Đại diện một hãng giao hàng cho biết, đơn vị này đã nắm thông tin và nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên, theo hãng này, từ trước khi có văn bản của Sở, đơn vị này cũng không có chủ trương tăng phí ship vào các khung giờ cao điểm, cũng như tăng phí giao hàng vào mùa giãn cách. Trước đó, ngày 15 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 3072 cho phép nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa có ứng dụng công nghệ shipper được hoạt động liên quận, huyện, thành phố Thủ Đức từ 6 giờ tới 21 giờ hàng ngày. Đồng thời, thành phố tiếp tục chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 cho shipper tới hết ngày 30 tháng 9. Đây là quyết sách quan trọng, hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng shipper nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.